Hello và xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ trước tờ 2 phần cuối cùng tập 7 nha các bạn. Bờ 7. Đây. Tôi sẽ chơi con này tiếp tục. Biết rồi, tôi sẽ nói tại sao tôi lại thích con này. Đáp án bởi vì cái kia có 20.000 cốt lượng. Cho nên tôi thích đó, là vậy đó. Cho nên bữa về tớ sẽ chơi cái này. Mấy bữa tớ chơi tập 6 hay tập mấy tớ quên rồi, tớ được mấy trăm scot luôn á. Tớ sẽ chơi cái này tiếp tục. Không sao, làm gì sợ ta. Ta không sợ mi đâu. Có nữa hả? Liền tay, liền chân, liền cẳng luôn á. Thấy chưa? Anh lính này sẽ bảo vệ chúng ta rồi nữa. Oh no. Không sao, toàn là mưa à các bạn ơi. Chơi cái này toàn là ho. Ok, ra luôn. Oh no, tao sẽ xoạt ghe thôi các bạn ơi. À tui. Lính xuất hiện để có thể giết mấy thằng kia. Đây, các bạn ơi, tớ đang giết mấy cái thằng kia rất hăng say. Những thằng kia cũng sẽ giết tớ rất hăng say. Giá bực kêu luôn. 30 mấy mét hả? Đùng, 20, 19, 18, 17, 12. Có 12 là xong hả? Bác là roll tiếp luôn. Ok, tôi sẽ nâng cấp bác là nghĩa thôi. Bởi vì bác có dễ kiếm lắm. Bác dễ kiếm lắm các bạn ơi. Giờ tớ phải giết được cái con boss thì tớ phải mới lấy được cái con kia. Cái kia các bạn ơi. Ô, nói giết thì nó giết thiệt luôn các bạn. Bác càng tốt. Ủa, ôi, cái cục viên của chúng ta đang giúp cải tiến, chế tạo. Tên tên ấy chết cha, tớ lựa chọn khác rồi. Giờ không sao, tớ sẽ làm chủ sở tháp. Đi đâu phải chết với ta. Ô, nó bắn trước luôn các bạn. Thử coi nó ù hồng mấy cái kia nó bắn trước cản đường chúng ta rồi. Thì tớ thử để dành thử coi nha. Bắt đầu để dành nào. Thôi tớ không muốn để dành đâu. Ủa rồi hai gái rồi đó bạn ơi. Đùng. Ồ, nó cũng có thể từ tay lắm luôn á các bạn. Nó có thể giết được mấy cái con kia. Giết trong vòng tiết tạc thôi. Nữa nè. Bác một em nữa đi. Coi như là nếu như mà chúng ta đi đến gần mấy tụi nó thì sao? Là nó sẽ không giết chúng ta mà nó, chúng ta giết nó thì có nha các bạn. Thì nào đó. Không, các bạn ơi, nó không có giết. Để có tớ sẽ phòng thủ hết. Ồ, bốn cánh, bốn hướng, bốn tiêu hướng. Các anh em cố lên. Ồ, nữa nè hả, hết mà. Tớ sẽ lên cấp rung nha các bạn. Cho chúng ta sẽ được 8 cái, không 10 cái. Thử coi các bạn. Nếu chúng ta được 10 cái thì chúng ta sẽ làm gì? Đủ để đi chiến đấu các bạn ơi. Ding 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 ding. Ok cái nè. Ding 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 ding. Bắn tiếp. Ủa nổ, phải giết con boss này nữa hả? Nữa, ô đầy. Tớ sẽ báo tiếp tục nha các bạn. Đó là cái đồng hồ. Đồng hồ huyền thoại của tớ. Nó có thể gõ. Gõ tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc. Đúng nè. Boss bừa. À, mới vào video tớ quên nói là like, subscribe, share, đăng ký kênh hộ tớ nha. Đây, rõ ràng tính anh xài skill không các bạn. Chặt
không nên đâu. Nên đó đó, tôi không nên xài skill rồi đó các bạn ơi. Đùng 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 đùng. Ô có 5 ngày mấy à, không phải 8, 9, 10, 13, 19, 2 tỷ, 20 mấy ngàn mấy luôn các bạn ơi. Bé đi, bé cho thằng mấy trăm cái thử coi, bé sẽ cho nó 10 cái nha các bạn. Bùng liền. Ô ô giác ca, thôi đào vào đây, thôi đào và cũng sắp chết á. Ồ rồi xong, có phải chia tay và chia buồn các bạn là có sắp chết. Ơ đừng có nói vậy, không phải nói đi, nói là có thấy mình sắp chết. Tay đi em, thấy mình không sắp chết rồi đó, sắp chết chưa, thấy mình đã sắp chết rồi. Tê 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 tê. Ôi 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 ôi, mém tèo rồi. Ôi nó đâu? Ồ mém tèo. Ôi nó, ôi nó. Đạn này chúng ta ghét ấm hơn các bạn. Rồi chúng ta chết luôn. Không sao, năm start lại có cái này là ok rồi. Tớ thích bơm hơn kìa, bơm vào cái rôm á. Nói thì là mà ai có người, ai là người tốt sẽ được cái này. Ồ 7 cái luôn nha các bạn, 7 cái. Tớ sẽ làm 7 cái giống cái kia. Tớ phải lượm cái này 7 cái. Bắt đầu nào. Không sao các bạn khỏi cần đếm, mình đã biết cách nào để đếm được. Oh no, đây nè, tê 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 tê. Chúng ta chỉ cần không cần mấy cái thứ này. Ủa mình nói không cần gõ ấn rồi các bạn ơi. Đó nè, đùng 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 đùng. No, 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 I don't like. Ó, vậy mới xịn rồi các bạn ơi. Tôi thích cái kìa, để cho đỡ lý mắt các bạn. Nữa tôi không thích, tôi phải tìm cái kia các bạn ơi. Ủa sao tôi không chọn cái bát ta, kế bên chúng ta luôn. Thôi bác đi các bạn ơi. Đùng 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 đùng. Chà, bùng 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 bùng. Tránh ra, đây mở vị con của ta. Rồi ta ăn nó luôn. Cho nó 8 cái luôn. Sợ chi. Đó, nên mấy nhỏ mấy nhóc ơi, giờ đây với anh nè. Ok ok, cho chơi luôn luôn. Ê ê ê, ôi cho 9, 10 cái, tớ sẽ quyết định hôm nay tớ sẽ làm 10 cái nha các bạn. Tớ sẽ làm 10 cái cho các bạn ngỡ ngàng nhìn thấy nha. Ôi ôi các bạn ơi, tớ phải giết con này, boss này thôi, để thôi nó thống trị thế giới đó. Trời nãy giờ cũng được rồi đó. Nó ô may chúng ta chưa có chết. Tôi ghét cái đạn rồi đó, thôi bật cái đạn rồi đó, rồi bật chế độ đạn rồi các bạn ơi. Nó sẽ tầm lum ống bảy thử coi nó sẽ ra được cái gì. Người ta có thể ô no 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 no, mém chết luôn à, là người ta mém ư. Ê thế nè, nãy người ta đang yêu đang lành không chịu. Rồi ok đủ rồi đó, được một nghe rồi. Thứ ba, đùng 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 các bạn ơi, tới thứ chữ qua vậy nè. Đùng 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 đùng, tiếp tục cái thứ nhất, vậy là cái thứ nhất. Đùng 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 đùng
đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng nó no, các bạn ơi, tớ chuẩn bị tư rồi, tớ chuẩn bị phim gì? Ồ, không có. Rồi hồi cái thứ ba. Ba. Đùng 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 đùng. Một. Cứ liên tục tùy nha các bạn, giống tập trước tớ cũng làm vậy, tập này tớ sẽ làm vậy luôn. Tèn 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 tèn. Giờ đến hai nữa, không sao, cái trâu có mạnh, cái mạnh lắm các bạn ơi, một lèo là tới trúng liền. Ba, nhưng tôi ghép trên bót đạn lắm luôn nha các bạn, đó bót đạn về vàng nữa nữa nữa. Ô may anh trúng mánh gì mà thắng nha. Hai rồi đến ba nữa. À, các bạn có thể thu chậm cái chút này hoặc là không. Hai rồi các bạn ơi, hai ba, ba rồi, một nữa nè, một phát một hít là chết đó. Hai tiếng đó chết liền các bạn ơi. Vậy nếu như mà chúng ta đứng im là chúng ta thua. Tại sao tao biết? Bởi vì đây các bạn sẽ có đạn, đạn dính theo chúng ta thôi các bạn ơi. Đó rồi chết con bó luôn, bùng liền chết thằng ghê luôn các bạn ơi. Nữa hả? Ồ, lần này thằng binh lính nó trâu hơn. Bùng 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 các bạn ơi. Đùng 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 đùng. Không có cái kia thì thôi. Úi ôi, hai cái cánh rồi các bạn ơi. Hai cái cánh rồi. Ghê quá các bạn, hai cái cánh của sự ghê trời. 7.000 mấy rồi, tao sẽ để dành tiếp tục. Không để cho nó bị trúng đạn. Trời ơi, muốn lóe con mắt luôn các bạn ơi. Hai. Ui 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 ui. Trên bản xa nè. Đúng rồi, giống xa nó. Ui ui ui. Ồ may quá. Ba. Đừng liền, tưởng là san là giỏi lắm. Giờ thì cục 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 cục. Một. Thử coi, nếu như trúng đạn đó thì không biết đam là bao nhiêu nha các bạn. Ôi, ôi dồi nữa. Ôi ôi, đẹp dữ vậy. Đẹp dữ. Có không, không đúng rồi các bạn ơi, đúng đẹp luôn. Ai nữa nè, nữa hả? Ok, cho mày đứng yên luôn nè, cho mày đứng yên luôn nè. Đừng 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 đừng, ui ui ui, sọt ghen tớ thích rô thôi. Giờ tớ thích chọn cái này, tớ thích chọn bên kia mãi mãi nha các bạn. Giờ tớ sẽ không chọn 1, 2, 3, tớ sẽ chọn cái kia mãi mãi. Bắt đầu bùng 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 bùng. Bên kia không có, cho bên đây. Ôi rồi, ê mấy anh bự đâu, đi ra coi. 11.000 rồi các bạn ơi, cái chơi sao quá ghê. Cái bữa là 20:11 thử coi nha. Đó. Trời ơi, ui, mép đai rồi. Rồi chết cha. Ui. Oh my god các bạn ơi.
tớ sẽ cho cái con thôi, con sẽ là con này lại nha các bạn. Úi trời ơi, tăng 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 đây tôi nhớ là chơi chú vậy nè mới thắng được 20.000 nha các bạn. Úi trời ơi, đùng 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 luôn các bạn. Thiên thần đầu nữa nè, lại mấy chút xíu nữa thắng được 20.000 luôn á nha các bạn. Đinh đăng nữa nè, đùng 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 đùng, cây đinh ba bất tử. Tớ sẽ tông vào con gì mà tớ muốn đó, tông vào mặc dù có yếu tớ cũng phải muốn. Nữa nè, hàng bự bự đâu rồi? Tớ sẽ nếu như mà tông vào một con trâu khá trâu gì đó. Ôi, tưởng chạy được anh à. Xòe ghê. Thì cái đây thì chạy được các bạn. Vẫn còn cơ hội chạy được. Tớ nghe cái tiếng gì đó. Ồ, nghe tiếng của bắn. Cô bắn. Không có thì tớ sẽ chọn cái này. Giờ tớ sẽ có thể hồi máu. Tích tắc tích tắc tích tắc tích tắc tích tắc 21 đó. Bùm rồi cái con kia nó chạy luôn rồi các bạn ơi. Ôi da đau quá. Cha. Giờ tớ sẽ chọn theo 1 2 3 tiếp tục nha các bạn. 1 về đai. Giờ tớ thử chơi con này thôi coi, mặc dù nó yếu nhưng tớ sẽ phải chơi thôi. Tớ sẽ chơi cái đầu kia. Oh my gosh, mới đâu có cái này là xịn lắm nha các bạn. Tớ sẽ xài cái này thôi nha các bạn, bởi nó mạnh nó trâu nó. Ui, trường hợp là con là vậy hả? Sorry. Nếu như mà vậy thì sao? Nhiều con mà trường hợp đó là bị tụng nha. Thiên 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 đi thiên. Đùng 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 đùng. Không biết người ta cho bao nhiêu cái khối băng ở đằng sau đít nữa. Mà nó ra đùng 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 như các bạn ơi. Thôi bị nhiều con rồi đó, ba trên máy cũng được rồi đó. Bùm 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 bùm. Cút ta. Bán một em nữa. Đồ ô. Mày hả bạn? Nhưng tớ sẽ không hồi sinh. Nếu không hồi sinh là vậy. Thì nếu như mà chúng ta thôi các bạn ơi, video đến đây là cũng là kết thúc rồi. Các bạn lần sau. Cái bài mình là thêm gì rồi.